đã đến với chương trình của kênh YouTube Trăng Non Online. Trong chương trình ôn tập lý thuyết đặc biệt trước Tết Nhâm Dần năm 2022, tôi xin phép được giới thiệu lại với các bạn về loạt bài nói chuyện về tác giả Donald Winnicott mà bản thân tôi đã thực hiện trên cái trang Facebook có tên là Bên Kia Màn Sương và đã nói về tác giả này. Với cái công trình của ông đó là một cái nhà bác sĩ nhi khoa và đồng thời cũng là một nhà phân tâm nổi tiếng của nước Anh. Ông sinh năm 1896, mất năm 1971. Và chúng tôi cũng sẽ giới thiệu lại với các bạn cái loạt bài đó với ba phần khác nhau. Phần 1 ta nói về tác giả và học thuyết. Phần 2 ta nói về nhãn quan và phong cách làm việc của ông. Và phần 3 ta nói về phần giao thoa giữa các học thuyết. Tất nhiên nội dung của các phần đôi khi được xen kẽ và có lúc lặp lại những cái nội dung quan trọng. Điều quan trọng ở đây là tôi muốn giới thiệu lại cho những ai có quan tâm đến lĩnh vực phân tâm học ứng dụng vào trị liệu tâm lý cho trẻ em. Và tác giả Donald Winnicott là một trong số những tác giả quan trọng mà chúng ta cần phải tìm hiểu, đi sâu và tìm cách ứng dụng vào trong công việc của mình. Cái clip mà tôi giới thiệu với các bạn trong cái loạt bài này thì nó đã từng được giới thiệu trên trang Đi Qua Màn Sương mà hôm nay có tên là Bên Kia Màn Sương. Một phần chất lượng của kỹ thuật nó không phải là tốt lắm, nhưng mà những nội dung mà chúng tôi chắt lọc để giới thiệu lại với các bạn thì nó vẫn mang cái tính chất quan trọng và cần thiết, giống như năm 2018 chúng ta đã từng giao lưu trao đổi với nhau. Lần này tôi xin giới thiệu với khán giả của kênh YouTube Trăng Non Online, đặc biệt cho những ai học chuyên ngành về tâm lý trị liệu nói chung cũng như là tâm lý trị liệu trẻ em nói riêng. Xin mời các bạn tham khảo. Hôm nay có lẽ chúng ta cũng tổng hợp lại những cái gì mà Donald Winnicott làm mà có tính giao thoa, có tính gọi là gặp gỡ về mặt lý thuyết cũng như thực hành giữa cái tác giả Winnicott với những cái tác giả trước ông, trong thời của ông và những cái tác giả sau đó. Thì buổi nói chuyện hôm nay chắc có lẽ nó không kéo dài, bởi vì tôi cũng tổng hợp lại những phần mà một số đã có nói trong những cái kỳ trước. Người ta nói về Winnicott thì cũng ôn lại là cái quá trình sống và làm việc của ông cũng rơi vào trong cái khoảng thời gian mà phân tâm học trải qua những cái khủng hoảng trong cái phát triển của cái ngành này. Khi mà ông tổ của phân tâm học là Sigmund Freud đã phải rời cái khu vực quê nhà châu Âu để sang nước Anh. Và chúng ta cũng đã từng chứng kiến ở tại Anh một cái trào lưu phát triển phân tâm học rất là mạnh trước và trong đệ nhị thế chiến, và cũng là một cái nơi mà xem như là tiếp nối cái sự phát triển từ cái cội nguồn của phân tâm học, tức là thành viên của nước Áo. Và ở đây cũng chứng kiến sự phân hóa cũng như là sự đối lập nhau về mặt quan điểm học thuật cũng như là cái cách thức tiến hành áp dụng phân tâm học vào trong tâm lý trị liệu cho những người mà có vấn đề khó khăn về sức khỏe tâm trí. Thế thì ta cũng ôn lại, tức là đứng giữa hai cái trào lưu là British của Melanie Klein và trào lưu theo kiểu Âu Lục, tức là của Anna Freud và những người theo hai bà này. Thì có một cái nhóm gọi là independent, tức là những người mà độc lập, và Winnicott thì đứng vào một cái vị trí nó có tính chất là hơi trung dung, tinh tế hơn. Và mặc dù ông cũng được huấn luyện, được đào tạo bởi một trong hai cái vị tiền bối như thế, nhưng mà đó là Melanie Klein, nhưng mà sau đó ông cũng có những cái cải biên và có một cái phong cách thực hiện cái nghiên cứu và ứng dụng riêng của mình. Thì trong thập niên 60 người ta cũng đã từng
đặt câu hỏi, có một cái cuộc gặp gỡ của các nhà phân tâm học, người ta đặt câu hỏi với Winnicott rằng thử trình bày xem những cái mối liên hệ ảnh hưởng qua lại giữa cái học thuyết của ông với những học thuyết của các tác giả phân tâm của thời kỳ trước. Thì ông cũng đã từ chối và ông chỉ nói về cái con đường phát triển của riêng ông thôi. Lý do là ông không thể nào đứng ra bên ngoài để mà đánh giá cái mối liên hệ giữa ông với người khác được. Chắc có lẽ ý của ông muốn nói với chúng ta nhiều điều. Đó là Winnicott nói với chúng ta là nếu có muốn so sánh như thế thì phải là người khác, chứ ông không thể tự làm cái so sánh này được. Cái thứ hai, ông cũng muốn khuyến khích những cái người mà đồng thời với ông và sau ông khi học những cái lý thuyết của những bậc tiền bối thì hoàn toàn mình cũng có những cái cách riêng của mình. Ông cũng không có khuyến khích người ta phải thành lập nên một cái trào lưu những người mà theo Winnicott. Ví dụ như là cái từ của trong tiếng Anh, ví dụ theo Freud là Freudian, theo Melanie Klein thì là Kleinian, còn Winnicott mà nếu ai theo Winnicott thì gọi là Winnicottian. Thế thì ông cũng không muốn có một cái trào lưu theo kiểu như thế, bởi vì mỗi một con người có thể phát triển và tìm tòi cái con đường đi của riêng mình. Đó là những cái đặc điểm của phân tâm học thời kỳ của Freud, và chúng ta cũng biết rằng trong thời kỳ của Winnicott, và chúng ta cũng biết rằng đi song hành với Winnicott có những cái tác giả phân tâm khác, người ta cũng chuyển cái khuynh hướng của phân tâm học từ một cái ngành khoa học nghiên cứu về những cái động năng bên trong tâm trí của một con người, chuyển sang một cái ngành khoa học nghiên cứu về cái tiến trình mà giao lưu giữa cái ngã của một con người với lại cái thế giới thực tại ở xung quanh, mà nó thông qua một cái khoảng trung gian theo khái niệm của Winnicott gọi là khoảng không gian chuyển tiếp, là như ta đã bàn trước đây. Cái đặc điểm của Winnicott cũng lưu ý cho chúng ta một cái cách nhìn về tâm bình học. Ông nhấn mạnh vào cái con đường phát triển lành mạnh của một con người ra sao, và ông cũng có một cái cách nhìn về tâm bình học dựa trên cái lịch sử phát triển của một cái cá nhân, mà đa phần đó là mỗi một cá nhân đó nếu mà có đủ những cái môi trường để có thể phát triển bản ngã của mình một cách lành mạnh thì sẽ trở thành một con người có thể thích ứng với đời sống. Còn nếu như trong trường hợp mà một cái đứa trẻ từ rất sớm, một là nó thiếu thốn những cái môi trường giáo dục vừa đủ, tốt vừa đủ, thiếu những cái tương tác cha mẹ con cái tốt vừa đủ, thì có thể nó sẽ gặp khó khăn khi phát triển, và nó có thể hình thành nên những cái hành vi mà ta gọi là không thích nghi hoặc là hành vi bệnh lý. Và đặc biệt ông có một cái đề xuất cái cách nhìn về cái khuynh hướng chống đối xã hội ở những người trẻ mà trong kỳ trước tôi đã có đề cập đến với các bạn. Có hai cái khái niệm trong tiếng Anh mà chúng ta cũng nhân đây nhắc lại. Một là cái khái niệm privation, tức là sự thiếu thốn. Và cái khái niệm thứ hai là deprivation, tức là sự tước đoạt. Thì hai khái niệm này đi song hành với nhau, nhưng mà nó hơi khác nghĩa một chút xíu. Privation, tức là cái sự thiếu thốn, thì nó khác với deprivation, tức là đã từng có những cái điều kiện đầy đủ nhưng sau đó bị mất đi. Thì cho dù ở trong cái trạng thái thiếu thốn hay là trạng thái bị tước đoạt, thì cái tuổi thơ của một con người nếu như không có đủ cái môi trường giáo dục vừa đủ tốt, không có được cái parenting vừa đủ tốt, và không có được sự ghi nhận và cho phép của những người lớn trong cái việc giúp cho đứa trẻ phát triển, thì về lâu về dài những cái phát triển cái ngã của một đứa trẻ sẽ có thể bị ảnh hưởng, và đôi khi nó không có được những cái lòng tin đối với cái xã hội xung quanh, và trong vô thức vẫn cái đi tìm kiếm hình ảnh của những cái cha mẹ tốt mà tuổi thơ nó không có được. Tôi tóm tắt là những cái quan điểm như vậy đấy. Còn thực sự ra thì những chi tiết để mà đi đến những cái học thuyết và cái cách giải thích như vậy thì nó còn những cái chi tiết cũng rất là phức tạp. Thì ở đây trong cái phạm vi của những cái buổi nói chuyện thì tôi cố gắng tóm gọn lại để cho chúng ta có một cái nền tảng mình hiểu biết như vậy, rồi các bạn hoàn toàn có thể đọc thêm và tìm hiểu thêm. Hiện nay thì
chúng ta cũng chứng kiến một cái trào lưu phát triển theo phân tâm học theo cái kiểu thay đổi rất là nhiều. Đặc biệt là từ thập niên 1930 và thập niên 1940 thì như tôi đã nói khi nãy là có một cái giai đoạn khủng hoảng về mặt định hướng và học thuật của phân tâm học, đặc biệt là tại nước Anh. Và bất đồng ý kiến giữa Melanie Klein và Anna Freud nó cũng chịu ảnh hưởng bởi là ai là cái người sẽ là hậu duệ kế thừa chính đáng cho ông tổ Sigmund Freud và những cái bậc tiền bối trước đó. Thì cái cuộc tương tranh này nó để lại những cái điều nó cũng không có được hay lắm hoặc là đẹp lắm. Như tôi đã từng có lần chia sẻ về cái cuộc sống của Melanie Klein, một cái người cũng rất là xuất sắc trong các cái tác giả thời kỳ đầu khi mà đến Anh để phát triển phân tâm học ở Anh, và bà cũng có những cái cuộc sống riêng tư nó không được hạnh phúc lắm. Winnicott cũng thế. Winnicott thì chúng ta cũng biết là nhiều người người ta phân tích ra, người ta nói cái học thuyết mà nói về cái ngã thật và cái ngã giả của Winnicott ấy, một phần nào đó cũng chịu ảnh hưởng bởi cái tuổi thơ của ông, khi ông sống và ông được chăm sóc bởi một cái người mẹ bị chứng trầm cảm, và ông cũng có thể phần nào đó không có phát triển đầy đủ cái ngã thật theo đúng như cái cách mà ông gọi cái lý thuyết của mình. Thế thì một số tác giả nói rằng cái lý thuyết về cái ngã thật và cái ngã giả đó, thì nó cũng chịu ảnh hưởng bởi cái cuộc sống riêng, cái cuộc sống có cái phát triển riêng, cái tính chất riêng tư ở trong cái phát triển tuổi thơ của Winnicott, cho nên ông đặt nặng đến cái điều như thế. Về lâu về dài cũng thấy là Winnicott cũng có một cuộc sống rất là hữu dụng và phát triển ở trong cái lĩnh vực nghề nghiệp rất là hữu dụng, bởi vì ông làm đến những cái công trình nghiên cứu, và đặc biệt là ông đi sâu vào việc nghiên cứu những cái phát triển ở tuổi thơ nhưng mà bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh, tước đoạt bớt những cái yếu tố thuận lợi trong cái môi trường phát triển của đứa trẻ. Trong những kỳ trước ta có nói về Winnicott đã từng cùng với cái người vợ thứ hai của mình. Lúc đó trong cái thời gian chiến tranh thế giới thứ hai thì ông chưa ly dị người vợ thứ nhất, và ông cùng với Claire Britton mà sau này trở thành Claire Winnicott để cùng làm việc với những cái đứa trẻ mà bị ly tán gia đình trong những cái trại tạm cư trong thời chiến tranh. Và cái công trình này làm cho tôi cũng liên tưởng đến một cái tác giả nổi tiếng khác là Salvador Minucci. Thì ông cũng là một cái nhà phân tâm được đào tạo theo kiểu trường phái phân tâm. Sau đó ông đã phát triển và đi theo hẳn cái quan điểm làm trị liệu hệ thống, làm việc với các gia đình. Thì trường hợp của Salvador Minucci thì ông cũng là một cái nhà tâm lý trị liệu gốc Do Thái được di cư từ Nga sang Argentina, và ông sống ở Argentina, sau đó ông di cư sang Hoa Kỳ. Thì cái phát triển của Minucci cũng rất đặc biệt, tại vì khi mà quốc gia Israel được tái lập ở đất Palestine thì chúng ta cũng biết là có nhiều cái nạn nhân mà sống sót sau các vụ thảm sát của Đức Quốc xã thì cũng di cư theo gia đình về với cái quốc gia mới là ở nước Israel. Thì Minucci có thời gian trở về đất nước Israel để làm việc với những người cùng với huyết thống, cùng với cái gia tộc, những dân tộc của mình. Thì ông có làm việc ở trên những cái đứa trẻ như thế. Và sau này khi trở về Hoa Kỳ học và nghiên cứu về liệu pháp gia đình thì ông lại có những cái cuộc làm việc với những cái gia đình gốc Phi Châu và gốc Tây Ban Nha, gốc Mexico. Những cái gia đình mà có cái rối loạn về cấu trúc, những cái gia đình mà có những vị thành niên phạm pháp, có những cái tình trạng đói nghèo mà không có nâng đỡ được sự phát triển của các cái đứa trẻ trong gia đình đó. Thì cái công trình của Salvador Minucci nó cũng làm cho ta gợi nhớ trở lại với Donald Winnicott. Thì đây là những tác giả mà chúng ta thấy rằng cái học thuật uyên thâm của họ, cái khả năng mà giúp đỡ về tâm lý trị liệu không chỉ giúp cho những người có của giàu sang mà họ còn giúp cho các gia đình nghèo, những cái người mà bị thiệt thòi và bị tổn thất do chiến tranh, do loạn lạc, và những cái đứa trẻ bị mất đi những cái yếu tố thuận lợi trong phát triển.
thì đây là những cái điều mà chắc có lẽ sau này chúng ta cũng lặp lại, và chúng ta cũng nhắc nhở với nhau rằng cái nhà tâm lý trị liệu không phải là chỉ để phục vụ cho cái giới có của hay là những người có khả năng chi trả. Và chúng ta cũng đừng quên rằng cái người cần tâm lý trị liệu không phải là những cái người trong cái giới mà phát triển, mà có cái giai tầng xã hội thì nó ở mức cao trong xã hội đâu. Tâm lý trị liệu hoàn toàn có thể sẽ phải đưa cái dịch vụ mình đến với những cái con người thì chịu thiệt thòi, hoặc là những cái đứa trẻ mà dễ tổn thương trong xã hội, cả những cái người mà không có khả năng chi trả. Như vậy chúng ta cũng phần nào đó trong cái bài hôm nay, tôi muốn có một số điều nói lúc này để mình kết nối cho cái bài của kỳ sau, trong tuần sau. Bởi vì tuần sau tôi dự định nói về tâm lý trị liệu dành cho ai, thì chúng ta cũng bớt đi cái huyền thoại, cái hào nhoáng. Bởi vì chúng ta thường hay xây dựng những cái nhà tham vấn tâm lý hoặc là những nhà tâm lý trị liệu giống như là cái người phục vụ cho tầng lớp có của, hoặc là ai đó mà có đời sống, mức sống cao thì mới cần đến cái loại dịch vụ này. Thế thì trong quay trở lại với Winnicott và những cái tác giả mà đã từng có những cái cống hiến như vậy, và đặc biệt chúng ta thấy Winnicott cũng ảnh hưởng lên trên cái phát triển của ngành công tác xã hội ở Việt Nam nha, thông qua cái công việc chính thức của ông cũng như là thông qua cái sự phối hợp làm việc với Claire Winnicott mà ta đã biết trước đây. Thì cái ngành công tác xã hội cũng là một cái ngành mà đi đến giúp đỡ những cái gia đình và những cá nhân của những con người mà chịu thiệt thòi, và thường thường đó là những cái gia đình mà gặp khó khăn, những đứa trẻ gặp khó khăn, thậm chí đó là những tầng lớp dưới của xã hội. Nhắc đi nhắc lại điều này để cho chúng ta hình dung rằng cái vấn đề sức khỏe tâm thần ở trong cái cộng đồng xã hội đó, nó là một cái bức tranh chung, nó tạo ra cái nền tảng lớn để cho chúng ta hiểu một cái khó khăn của một cái cá thể nào đó khi mà mình tiếp xúc, mình làm việc, mình giúp đỡ. Ngay cả khi ta tưởng như rằng những cái đối tượng mà người có của hoặc là nhà giàu, nói đơn giản là nhà giàu, thì giống như thế đây mới là những cái người là thân chủ, thì chúng ta hơi lầm. Bởi vì những vấn đề xảy ra ở những người của tầng lớp đấy, nó cũng phản ảnh một cái góc độ nào đó cái bức tranh chung về sức khỏe tâm thần của cái cộng đồng, mà cái việc chăm sóc cho sự phát triển của những đứa trẻ, những vị thành niên và cái tiềm năng hỗ trợ đến từ gia đình đó, thì phải xây dựng và phát triển từ cái căn cơ đó. Vì nếu không thì cái nền tảng chung này của xã hội nó cũng ảnh hưởng lên trên cái nhu cầu cần đến giúp đỡ của những người ở trong cái tầng lớp cao, có cái nếp sống cao hơn ở trong xã hội. Thì khi mà mình đang liên tưởng đến những cái nhu cầu cần được giúp đỡ trong những cái xã hội đang phát triển như ở Việt Nam, thì chúng ta cũng nên nhớ mấy cái điều như thế. Thì sự phân hóa giàu nghèo cũng như là sự khác biệt giữa các cái giai tầng xã hội hiện nay nó đang gia tăng lên, nhu cầu cần được giúp đỡ nó vẫn gia tăng cả ở trong những cái giai tầng xã hội khác nhau. Và chúng ta cũng thấy những cái nguy cơ về sự tan vỡ gia đình hoặc là sự giảm chất lượng của parenting, của việc chăm sóc đứa con mà trong cái vị trí là làm cha mẹ, thì những cái chức năng đó nó đang bị thử thách rất nhiều. Những cái khoảng cách giữa các thế hệ nó cũng đang gia tăng, và cái điểm tựa là gia đình cũng đang bị lung lay, bị thách thức, và đôi khi có những tình huống bị tan vỡ. Thế thì khi mà làm việc với những cái điều kiện như vậy, chúng ta đừng quên Winnicott, đừng quên Bombi, đừng quên René Spitz, đó là những cái tác giả phân tâm học cùng thời trong thập niên 1940, 50 và 60 đã phát triển những cái nghiên cứu trên những cái trường hợp phát triển ở trẻ em mà bị có cái đời sống thiếu thốn trong chăm sóc, cũng như là bị tước đoạt những cái điều kiện sống và nâng đỡ tối thiểu của nó. Ta hình dung là nếu chúng ta để một cái đứa trẻ đang phát triển ở giữa, thì chúng ta hình dung là nếu như môi trường phát triển đầy đủ thì nó có cái điểm tựa về gia đình, tức là home, và những cái môi trường giúp cho đứa trẻ phát triển về giáo dục, đó là những cái nhà trường. Thì home và school nó nằm ở bên cái cạnh thuận lợi. Nhưng nếu giả sử như những cái môi trường như thế nó bị gãy vỡ, nó bị thiếu thốn, thế thì sẽ có một cái chiều hướng khác nó xấu hơn, nó diễn biến, đó là đứa trẻ nó sẽ đi theo cái chiều hướng đi ra bên ngoài. Nó có thể là đường phố, nó có thể là tòa án, là trại giam, hoặc là bệnh viện tâm thần, hoặc là những trung tâm giáo dục. Thì cái cánh bên đó là những đứa trẻ bị tước đoạt hoặc là thiếu thốn cái home và school, thì nó sẽ ngã qua những cái môi trường sống nguy cơ cao hơn.
thì giống như thể hiện nay trong cái phân hóa ngành nghề của chúng ta đó, chúng ta hơi có một cái hiểu lầm nghiêm trọng ở chỗ này. Giống như là đứa trẻ nào đó mà nó có gia đình và nhà trường thì chúng ta có những dịch vụ tâm lý chuyên sâu và cao cấp, người tôi dùng chữ cao cấp trong nháy nháy để mà hỗ trợ cho những đứa trẻ đó. Còn nếu mà đứa trẻ nào đó nó sống ở trên lề đường, nó sống trong những cái trại bảo trợ xã hội, nó sống trong những cái môi trường mà nó bị giam giữ chẳng hạn, bị xét xử chẳng hạn, rồi nó phạm tội chẳng hạn, thì đó là cái khu vực của giới công tác xã hội hoặc là những ngành nghề khác, thì vô tình chúng ta không có để những cái dịch vụ hỗ trợ tâm lý sang cái khu vực bên kia, thì đó là lỗi của chúng ta. Rồi chúng ta tự hài lòng với cái gọi là tâm lý, là giúp đỡ cho những cái đối tượng có cái nhu cầu cao cấp của trong xã hội. Thì đây là một cái điều mà chắc có lẽ cũng phải nhắc đi nhắc lại, để cho chúng ta đừng có những cái hiểu sai và đặt những cái vị trí giúp đỡ của mình nó đi sai như thế. Những người như Winnicott, Minuchin hoặc là những ai làm việc với những cái gia đình hoặc là những cái trẻ em mà khó khăn như thế, thì ta không có cần những cái phương tiện trang thiết bị giống như là những cái phòng làm việc nó rất là sang trọng đẹp đẽ, nó có những cái trường kỷ, những cái ghế bành hoặc là những cái sofa nha. Và trong đời này thì là ngồi máy lạnh và tính tiền giá cao, thì chúng tôi và bản thân tôi cũng muốn nói điều này với các bạn trẻ để mình đừng nhầm lẫn nha. Và đôi khi những nhà tâm lý trị liệu người ta làm việc trong những cái môi trường nó không đầy đủ tiện nghi như thế, nhưng cái phương pháp của họ, cái học thuật của họ, nhãn quan và cái con người của họ hoàn toàn nên làm đúng chuyên mục nha. Thì khi nào mà phân tích đi sâu hơn về nghiệp vụ, chắc có lẽ là chúng ta sẽ dựa trên điều đó để nói về chất lượng của dịch vụ, chứ không nói về cái trang thiết bị vật chất như một cái gì đó nó có tính hơi đánh lừa cái con mắt của mình. Sự giao thoa của Winnicott đối với các cái lý thuyết cũng như là những tác giả đời sau ha, cũng như là đương thời cũng như đời sau cũng như là những người khác ngành của ông thì cũng có thể đã được ghi nhận rất nhiều. Người ta bắt đầu thấy là Winnicott là một trong số những người trong cái dòng phát triển của phân tâm học đã mở ra cái gọi là phân tâm học đương đại. Tôi dùng cái chữ đương đại bởi vì cái từ tiếng Anh là contemporary psychoanalysis, là ý chỉ về những cái phát triển phân tâm học của cái thời kỳ hiện đại. Cái thứ hai nữa là có một cái tên mà trước đây mình cũng đã có giới thiệu, tức là relational psychoanalysis, tức là phân tâm học quan hệ, có những cái cải biên rất lớn, rất quan trọng, căn cơ mà nó không giống với thời kỳ đầu theo kiểu classical, theo kiểu cổ điển của Freud và những cái tác giả thời kỳ đầu. Và đồng thời trong cái giai đoạn phát triển của phân tâm học của thập niên 30 và 40 cũng trải qua khủng hoảng, và ta thấy có cả những cái trào lưu như là Lacan ở Pháp kêu gọi sự quay trở lại với cái nhãn quan cổ điển của Freud, nhưng mà cũng có nhiều người người ta hỗ trợ và ủng hộ cho những cái sự cải biên, ví dụ như ego psychology, ego analysis của Anna Freud, hoặc là của những cái cải biên mà theo kiểu là vận dụng Sigmund Freud nhưng mà là thay đổi cái nội dung, ví dụ như Melanie Klein thì cho ra những cái cách hiểu về phức cảm Oedip nó đến sớm hơn so với cái thời kỳ phức cảm Oedip của Freud, hoặc là những cái cải biên của bà khi nói về envy and gratitude, tức là những cái sự khao khát mang tính chất giống như là một đứa con gái mà nó cần đến khao khát cái dương vật giống như là của nam đó. Thì bà nhấn mạnh lý thuyết của Freud, nhưng mà bà có những cái cải biên riêng. Nhưng mà đến thời kỳ của học thuyết quan hệ đối tượng thì có những cái thay đổi rất là căn cơ. Nhưng mà sau đệ nhị thế chiến, từ thập niên 1950, nhất là thập niên 1950 trở đi, phân tâm học bắt đầu nó bị phai mờ hoặc là nó bị hòa tan dần dần vào trong các cái trào lưu tâm lý học kiểu mới, hoặc là các cái ứng dụng vào tâm lý trị liệu mà chịu ảnh hưởng cái chủ nghĩa nhân văn và cái học thuyết hiện sinh, đặc biệt là ở Trung Âu sau đệ nhị thế chiến.
ta bắt đầu có một cái suy nghĩ lại về vấn đề con người. Và như đã có lần tôi trình bày về cái trào lưu về nhân văn và hiện sinh phát triển này, nó cũng làm cho những cái học thuyết phân tâm học bắt đầu phai mờ đi dần dần, hoặc là nó hòa lẫn vào ở trong những cái trào lưu mới. Và ở đây chúng ta cũng đã từng nói về Winnicott có những cái nét tương đồng rất là căn cơ với trường phái nhân văn trong lúc ông ứng dụng vào làm tâm lý trị liệu thông qua chơi và trẻ em. Thì là kỳ trước ta đã nói điều này rồi. Hôm nay mình ôn lại như thế để mình nói về những cái thay đổi trong phát triển về phân tâm học. Nếu chúng ta đi sâu vào nghiên cứu và học tập tiếp về phân tâm học, chúng ta đừng có nên máy móc hiểu là hệ phân tâm học, tức là nói về cái tôi, cái si tôi, cái ấy giống như thời kỳ của Freud, mà chúng ta quên những cái trào lưu về sau. Mà đặc biệt là Winnicott, tôi đã chọn cái tác giả này để mình có thể kết nối những cái giao thoa giữa các tác giả như vậy. Cũng có những cái tác giả trong quá trình nghiên cứu về Winnicott, người ta cũng phát hiện thấy rằng có sự tương đồng trong cái nhãn quan của Winnicott nói về cái không gian chuyển tiếp giữa chủ thể với lại cái thế giới xung quanh. Thì nó cũng giống với một cái khái niệm của nhà triết học Martin Buber, như ta đã có nói một lần. Thì Martin Buber là một cái triết gia gốc Do Thái, và ông trong một cái giai đoạn mà đầu đời, ban đầu thì ông sống ở châu Âu, nhưng mà sau đó ông di cư về đất Palestine, nơi mà có cái phong trào là hồi hương của những người Do Thái. Và Buber thì về đất Palestine vào cái thời gian mà quốc gia Israel chưa thành lập, tức là trước đệ nhị thế chiến được. Thì Martin Buber có đưa ra cho chúng ta một cái khái niệm, cái tiếng Đức nó đọc khó chịu lắm, tôi cố gắng tôi đọc cái từ này, đó là Zwischenmenschlich, tức là một cái từ mà nó có ý nghĩa là bên tiếng Anh đó là in between, in gạch nối cái between, tức là cái khu vực ở giữa, để chỉ về cái gì đó nó đang nằm ở giữa cái chủ thể, tức là của một cái cá nhân, với cái môi trường ở xung quanh, các cái thực tại đời sống ở xung quanh, và thông qua đó nó có những cái tương tác giữa cái cá thể đó với môi trường xung quanh. Martin Buber hơi khác với Winnicott ở chỗ là cũng nhấn mạnh vào cái tầm quan trọng giữa cái thế giới xung quanh với cái con người mà có cái khoảng trung gian đó. Nhưng mà trong lúc Winnicott nhấn mạnh đến cái sự phản ảnh, những cái liên hệ giữa những cái hình ảnh bên trong bên ngoài theo cái cơ chế là phóng chiếu và nội nhập. Thế thì Martin Buber thì nhấn mạnh ở trên cái khía cạnh là dialogical, tức là trong cái khu vực giữa chủ thể với thế giới xung quanh đó đó, về mặt bản chất là những cái cuộc đối thoại, dialogical. Thì tôi sẽ trình bày cái điều này trong những cái chương kỳ kế tiếp, khi mình nói về những cái hình thái giao tiếp giữa người với người. Nhưng mà đặc biệt đó là Martin Buber tự nhiên không biết sao trong hai cái lĩnh vực khác nhau, hai tác giả hoạt động ở những đất nước khác nhau nhưng mà cũng tương đối là cùng thời, thì người ta lại có nhấn mạnh là giữa con người với thế giới xung quanh luôn luôn có một cái khu vực không hẳn là của mình, nhưng mà mình có thể làm được những điều gì đó để tạo lập cái liên thông giữa mình với thế giới xung quanh. Trong cái lập luận của Winnicott thì ông dùng cái đó là not me possession, là những sản phẩm không phải thuộc về tôi, nhưng mà tôi có thể tương tác với nó để thay đổi nó, và nhờ cái thay đổi đó mà nó cải thiện cái quan hệ giữa tôi với thế giới xung quanh. Nó giống như là một cái thực tế ảo vậy. Còn Martin Buber thì nhấn mạnh đến cái cách mà con người tương tác với thế giới xung quanh, và ông đưa ra hai cái mô hình communication rất khác nhau, đó là I, thou và I, it. Nói nôm na trong buổi hôm nay tức là I, it, tức là ta đang nói về cái điều gì đó như là ngôi thứ ba, it là ngôi thứ ba. Còn I, thou tức là thou là ngôi thứ hai, tức là tôi đang đối thoại với một cái chủ thể. Như vậy tương quan I, thou tức là giữa subject và object, I, it thì tương quan giữa subject và object. Thế thì nó có một cái liên hệ một chút với Winnicott, bởi vì Winnicott đó nhấn mạnh vào cái tương quan giữa chủ thể và đối tượng object, trong đó object xung quanh của chủ thể nó bao gồm cả những vật thể không phải người lẫn những cái con người. Ví dụ như đứa trẻ nó xem cái bà mẹ là một cái object nhé, và nó phóng chiếu những cái điều gì đó bên trong tâm nó lên trên cái mối quan hệ, cũng như là nó nội nhập
những cái gì thành quả trong cái tương tác này và trong nội tâm. Thế thì cái quá trình phát triển nội tâm theo kiểu Winnicott thì là nhấn mạnh vào các cơ chế giống như là phân tâm học cổ điển đã nói. Còn Martin Buber thì cho ta cái hình ảnh nó sáng sủa hơn, nó rõ nét hơn theo hai cái kiểu tương tác. Một là giữa ta với ngôi thứ hai, hoặc là ta như với lại ngôi thứ ba. Thì hai cái mô hình I go và I it tôi sẽ quay trở lại khi nói về những cái tương tác giao tiếp của con người sau này. Nhưng mà chúng ta cũng nhấn mạnh đến Martin Buber ở trong cái khía cạnh là ông là cái người đưa cái triết thuyết của mình và nó ảnh hưởng ngược trở lại lên trên cái trào lưu về tâm lý trị liệu của những nhà phân tâm đời sau. Và cái thuyết của Martin Buber cũng nhấn mạnh hơi giống giống những cái nhà phân tâm theo cái học thuyết quan hệ đối tượng, đó là không có những cái cá thể con người sống độc lập, mà mỗi cái con người ha, với cái chủ thể ngôi thứ nhất là ai này nè, thì luôn luôn nó tồn tại trong mối quan hệ với ai khác ở xung quanh, và trong cái khoảng không gian giao tiếp giữa cái chủ thể đó với môi trường xung quanh thì có bản chất là đối thoại dialogical. Và cái học thuyết này nó ảnh hưởng lên trên một số tác giả khác như Nagy, Ivan Buzomeni Nagy, có lần ta đã nói tác giả này ở trong cái bài tôi nói về con người và bối cảnh, thì bữa nào ta sẽ quay trở lại. Bởi vì lý thuyết của Martin Buber ảnh hưởng lên trên cái nhìn của Nagy, cũng là xuất thân từ phân tâm học, thì sau đó có một cái xem xét về sự phát triển của con người trong bối cảnh và cái tôi, cái ngã không bao giờ tách biệt với các mối quan hệ xung quanh. Và Martin Buber cũng làm nền để Nagy phát triển nên cái lý thuyết về tiếp cận bối cảnh, trong đó có cái tiếp cận lên trên 4 chiều kích, mà cái chiều kích thứ tư là chịu ảnh hưởng của Martin Buber, tức là mối quan hệ cho nhận, mối quan hệ trách nhiệm và lợi ích của một người khi so sánh mình, đặt mình ở trong mối quan hệ với những người khác xung quanh. Thế thì quay trở lại với Martin Buber, Nagy ha, với lại so sánh với Winnicott, ta sẽ thấy là cái khoảng trung gian của Winnicott là khoảng trung gian mà nó có tính chất là quan hệ trên những hình ảnh của những đối tượng được nhập tâm nha. Tiếng Anh nó gọi là mental representation. Nó khác với Martin Buber và Nagy ở chỗ là mối quan hệ đó là trên những con người thật, được xem xét trên những mối quan hệ theo chỉ quyết đạo lý. Thì sau này chúng ta lại tiếp tục đi sâu. Nhưng nói về Martin Buber và Winnicott thì chúng ta cũng thấy là có những tác giả khi so sánh ra, người ta thấy có những cái tương đồng giữa hai cái tác giả của hai cái ngành nghề khác nhau như vậy. Thì lại có những cái nhà tâm lý trị liệu người ta triển khai cái không gian trung gian này, không gian chuyển tiếp này để áp dụng vào trong cái tâm lý trị liệu. Thì ta phải kể đến Philip Kaye và Evelyn Ray. Đây là những tác giả thì ta cũng vừa vận dụng cái khoảng trung gian chuyển tiếp có tính vui chơi, có tính sáng tạo của Winnicott, và cái ý niệm về cái Zwischenmenschliche của Martin Buber để phát triển nên cái tương tác có tính đối thoại khi làm việc về tâm lý trị liệu. Và Philip Kaye rất nổi tiếng với cái lý thuyết của ông về quan điểm. Ông là một cái tác giả người Pháp nha, và theo quan điểm hệ thống, ông làm việc tại Pháp và một số quốc gia nói tiếng Pháp. Và ông đưa ra một cái khái niệm mà sau này tôi sẽ cố gắng phổ cập với các bạn, đó là cái object floating, tiếng Anh là floating object, được tạm dịch là vật thể nổi, không biết có trôi hay không nhưng mà floating tức là nổi. Và cái ông khai triển cái khái niệm về cái khoảng trung gian của Winnicott cũng như là cái môi trường in between của Martin Buber để ông nói về đó là cái môi trường mà lý tưởng để cho một cái cá thể họ tương tác với cái thế giới xung quanh. Và trong môi trường đó nó có những cái truyền thông nha, nó có những cái truyền thông không những là bằng lời nói ha, tức là digital communication, mà nó còn có những cái truyền thông qua những cái biểu tượng, là symbol, nó mang cái meaning, nó truyền đạt qua lại. Và nó có những cái cuộc đối thoại khi mà lời nói không thể chuyển ngữ đầy đủ, bây giờ nó sẽ là cái môi trường tốt để có những cái chuyển nghĩa bằng biểu tượng. Và ông sáng tạo nên những cái gọi là vật thể nổi, floating object. Thế là có một cái sự chuyển biến và liên hệ giữa cái vật
chuyển tiếp trong lý thuyết của Winnicott sang cái vật thể nổi trong lý thuyết của Philip K. Dick, và cái khoảng in between lấy từ cái nhãn quan của Martin Buber. Thì ở đây tôi không đi sâu vào mấy cái điều mà mới vừa mở ra đó, nhưng tôi giúp cho mọi người hiểu là tại sao tôi chọn Winnicott để mà cái việc học của mình nó có tính kết nối. Trên thế giới cũng đã có những cái bài viết nói về những cái tương đồng giữa Winnicott và Martin Buber. Có những cái công trình người ta phỏng vấn Philip K. Dick nói về floating object, ông cũng đã từng nhắc lại Winnicott, và hình như có một sự tương đồng nhất định giữa cái vật chuyển tiếp transitional object của Winnicott với cái floating object, tức là vật thể nổi của Philip K. Dick. Và vật thể nổi của Philip K. Dick đó chính là những cái vật có tính tượng trưng. Và ông xem cái khoảng in between này như là một cái giao diện giữa cái con người với là cái thế giới xung quanh. Và vật thể nổi thì lại cho phép ta truyền thông theo cái chiều kích biểu tượng, là symbolic dimension. Thì tôi hứa sẽ có những cái bước từ từ, có những cái kế hoạch giới thiệu dần với các bạn. Và nếu ai đó hiểu về floating object, đồng thời hiểu về transitional object của Winnicott, thì khi mình làm play therapy hoặc là mình làm sáng tạo nghệ thuật để mình đưa vào trong ứng dụng tâm lý trị liệu, thì mình sẽ có cái khái niệm vững vàng về các cái học thuyết cũng như là mình hiểu về cái phương pháp làm việc. Thì đến đây, trong buổi hôm nay tôi đã có một cái thu gom lại về những cái tương quan hoặc là giao thoa giữa lý thuyết và phương pháp của Winnicott với những tác giả đương thời, cùng thời và những người đời sau, trong đó trong những người đời sau có chúng ta. Về vật thể nổi thì bản thân tôi và một số bạn đi học trị liệu hệ thống trong thời gian qua cũng đã có được sự giới thiệu sơ bộ của các giảng viên từ Bỉ và Pháp sang huấn luyện về trị liệu hệ thống, và chúng tôi cũng đã có những cái bài viết của Philip K. Dick cũng như là bài viết của một cái cô giảng viên người Bỉ và vẫn còn tiếp tục sang Việt Nam trong thời gian tới, đó là cô Florence Calici. Và cái bài đó có trên mạng bằng tiếng Pháp khi viết về floating object, tiếng Tây là objet flottant. Thế thì nhân đây trong cái bài cuối cùng để tổng kết về Winnicott, thì tôi cũng muốn mở ra thêm nhiều cái trò chơi mới cho tôi có thể làm việc lâu dài với các bạn. Thank you.